Thưa quý vị, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang không chỉ nổi tiếng với cao nguyên đá hùng vĩ, nổi tiếng với phố cổ Đồng Văn, mà còn nổi tiếng với chợ phiên Đồng Văn được tổ chức vào sáng Chủ nhật hàng tuần, với nét văn hóa rất riêng mà chẳng nơi nào có. Trong những ngày giáp Tết, chợ phiên Đồng Văn đã góp phần tô điểm sắc xuân trên cao nguyên đá Hà Giang. 30 năm nay, hàng ăn của bà Lý Thị Đào luôn mở sớm để người đi chợ ấm bụng vào phiên. Cái phiên chợ bây giờ nó có khác gì nhiều so với phiên chợ ngày xưa không ạ? Bây giờ nó khác chứ. Bây giờ có nhiều du lịch đi lại. Theo chân du khách, nhiều thứ đã khác xưa, nhưng nhiều thứ thì vẫn vậy. Đó là những chú lợn nhà nuôi. Con này bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Con lợn này này. 7 triệu. Hay những mớ rau nhà chồng. Còn chị bán quanh năm không phun thuốc. Thế thì có ở trên này có sâu không? Có, nhưng mà thì mùa có mùa nóng thì nó có nhiều, mùa này nó rét. Thế nếu mà nó có sâu như thế thì mình làm nào để giết sâu rồi? Kể nó ăn no nó chết đi không biết. Còn chỉ đi bắt, có thời gian đi bắt, không có thời gian thì thôi. Cây nào sâu thì mình không bắt đi bán. Vẫn là khung cảnh tấp nập ở khu bán thứ rượu ngô, men lá, say lòng người. Một phiên như này, thế có lãi được nhiều không? Không lấy được nhiều đâu. Bán được 2 can thì 100. 2 can thì lãi được 100. Và cả những lời nói thật. Đây đây anh. Trái cây này là của mình trồng. Táo này là bao nhiêu? 10.000. Khi hoa đào nở giữa núi rừng, chợ phiên Đồng Văn như rực rỡ hơn trong ngày hội của 17 dân tộc Việt Nam anh em trên đỉnh cao nguyên đá Đồng Văn.